Chào các bạn nha. Thì hôm nay mình quay video này mình để thông báo cho các bạn là mình vừa cập nhật cái tool của mình lên một cái tầm cao mới. Thì cái tool của mình đó là thông thường các bạn biết đó, là mình đã quay rồi, là cái tool mình nó auto từ một từ khóa ra một bài viết rất là hay và rất là ok để nâng cao chất lượng bài viết. Thì hôm nay cái tool của mình đã ra thêm một tính năng là viết bài theo outline. Có nghĩa là các bạn nhập cái outline vào, nó viết bài theo cái outline của bạn, theo cái thẻ H2 của bạn đưa ra. Thì như vậy cái bài nó đã hay rồi mà nó theo cái thẻ H2 của các đối thủ của bạn, thì cái bài viết của bạn nó lên một tầm cao mới, nó hay hơn và nó được Google đánh giá cao hơn. Thì hôm nay ở đây mình quay video cho các bạn, thì nhiều bạn cũng đã xem rồi. Đây là danh sách outline mình nhập vô nè. Đó. Thì bây giờ nó dùng danh sách outline này, nó sẽ viết ra một bài mới hoàn toàn hay hơn và công nghệ nó đỉnh cao hơn. Đây, cái tool của mình nó bao gồm những chức năng là viết bài theo outline hoặc là theo từ khóa, chức năng là auto lấy bài viết từ Google và viết lại bằng ChatGPT, hoặc là get bài viết từ danh sách URL và viết bài lại bằng ChatGPT, tùy chọn số lượng thẻ H2, tùy chọn số lượng hình ảnh trong bài viết, có video trong bài viết, xuất bài viết ra file CSV, xuất bài viết ra file TXT, đăng bài viết lên WordPress với các là xuất bản, đăng nháp, lên lịch bài đăng tự động. Việc của các bạn là chỉ cần nhập từ khóa vào tool để tool nó cho các bạn ra bài viết chất lượng. Ở đây, đó. Các thẻ H2 nhập vào nè, nó tự động nó viết thành bài viết cho các bạn luôn. Thì các bạn không cần làm gì cả nha các bạn nhé. Nói chung là tất cả mọi việc các bạn làm là chỉ cần nhập từ khóa hoặc là nhập thẻ H2 vào bài viết mà thôi. Thì tool này sẽ cho các bạn ra các bài viết chất lượng đỉnh cao. Mình đảm bảo là chưa có công cụ nào đưa ra cho các bạn bài viết chất lượng và hay đến như vậy. Thì ok, cảm ơn các bạn đã xem video update tool của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.